Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 30 tháng Giêng, tháng Đủ. Thì cũng như thường lệ, đó là ngày cúng hội của giáo lý khất sĩ. Thì chư thiện nam chính nữ tề tự đông đủ tại tỉnh Xá Ngọc Vân đây, và thiện nam chính nữ cũng đã đọc bài kinh Tam Bảo cúng dường vừa xong. Sau đó chư tăng có đọc bài kinh Trai Tăng, mục đích là chứng minh cho ngày xuất bát hôm nay. Thì buổi cúng như vậy tạm gọi là viên mãn. Nhưng theo truyền thống khất sĩ thì cái buổi nói pháp là quan trọng hơn hết, để hướng dẫn Phật tử trên bước đường tu nhân học Phật và tiến tới con đường giải thoát. Đó là cái cu mang của tôi cũng như của Phật Thích Ca từ ngàn xưa, tức là 62 tôn giáo được đưa tới cõi trời, mà cõi trời thì hưởng phước, mà trong phước thì có quả. Cái đó là cái ngàn năm thế giới của tư tưởng, thế giới của quế độ, thế giới của hiện tượng giới này. Thì chúng ta cải sửa làm sao cho nó cao thượng hơn. Chẳng hạn như thời buổi bây giờ thì chúng ta thấy có tám khổ, nhất là thời này. Cái sự đau khổ nó lên đến cùng cực, và cái phương tiện mà thỏa mãn cái dục vọng chúng ta cũng lên đến cực điểm. Do đó con người cái tham sân si càng nặng thêm. Khi mình có cái lòng tham rồi mà cái hột giống nó nảy mầm nhiều thì sự khổ đau càng lắm, nếu cái tâm chúng ta không theo kịp. Thành ra cõi đời có tám khổ thì quý vị biết rồi: sanh, già, bệnh, chết, thương yêu, xa lìa, thù ghét, gặp gỡ, ham muốn không được. Tóm lại là có cái sắc thân ngũ quẩn này, đó là nguyên nhân chính của sự đau khổ. Nhưng mà trong sắc thân ngũ quẩn này, cái nào quan trọng hơn hết? Thì chúng ta thấy là vấn đề giải quyết nó còn lúng cũng, chỉ tới Phật Thích Ca mới thấy rõ thôi. Thì chúng ta thấy cõi trời dục giới thì chúng ta thường nói là đoàn thực. Thực là ăn cái gì? Ăn sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, kêu là ngũ dục. Thì sắc đó là sắc đẹp, thì người nữ thường kẹt vào cái này nhiều. Người nam thì tài, tức là tiền bạc và cái khả năng giỏi giang. Người ta nói là trai tài thì gái sắc, thì ai cũng không qua khỏi cái này hết. Rồi tới danh lợi. Danh là tiếng khen, tiếng tâm, địa vị. Lợi là cái tiền bạc lợi lộc về mình. Đấy, càng có danh càng cao thì cái lợi càng nhiều. Do đó con người càng chìm đắm trong cái tham lam. Rồi ấy tham được thì không được thì sân, mà tham sân không biết thì lọt vào cái si. Rồi lợi ăn uống, ngủ nghỉ. Nào, ăn uống thì muốn kiếm đồ ngon, cho nên bất cứ cái gì miễn ngon miệng là chúng ta giết, chúng ta không kể cái gì hết, cả tới ốc khỉ, cả tới những cái loài thú lớn, cọp, beo, gan gấu, gan gì, chúng ta đều có thể giết để ăn, để nuôi cái sự sống này. Đó là cái cõi khổ trồng thêm khổ do cái ngu si của chúng ta. Thì làm sao chúng ta thoát cái khổ này? Thì chúng ta thấy rằng khoa học bây giờ đang tiến triển, thì thường thường trong Tử Lăng Nghiêm kêu thế giới này là địa tiên. Các nhà bác học chế ra tất cả những cái khí cụ để làm cho cái tuổi con người càng ngày càng sống lâu hơn, để rồi cái khổ đau càng ngày càng dữ hơn. Con người bây giờ không còn sống đơn giản nữa, mà sống rất là phức tạp, hưởng thụ cái cuộc sống quá quá đầy đủ, cho nên cái đau khổ không có lường được, mà cái tâm thì theo không kịp. Em mà vật chất càng nhiều thì cái thân tâm càng xa đọa.
Thì trước cái sự đó chúng ta làm sao? Thì chúng ta thấy như bây giờ chẳng hạn con người thì không có chịu già, nhất là phái nữ, người nam cũng vậy. Thì bây giờ người ta cái nghề mỹ thuật gì đó, làm móng, làm meo, rồi mỹ thuật sửa sắc đẹp gì đó ra rất là nhiều. Thì cái nó cũng hay chứ không phải dở, nhưng mà do cái hay đó mà chúng ta mới tham. Như đây có cái cô gì đó thì sửa sắc đẹp mà thoa son dồi phấn mấy đứa em ngoại quốc đem về. Thì tôi cũng lầm tưởng chừng hai mấy ba mấy tuổi à. Cái chừng hỏi cô có nó năm mươi mấy rồi, mà sửa soạn cho tới giống như trẻ. Rồi cái tướng đi thấy cái mặt cũng là thật đẹp. Nhưng mà chúng ta phải dùng khoa học, thường dùng cái chữ diêm dúa. Nó giống như mấy cô đào hát bóng vậy. Nhưng một thời gian thôi, rồi nó cũng trở nên già nhăn nheo thôi. Có người già là phải già chứ không thể làm trẻ được. Làm trẻ một thời gian rồi sau cái son phấn nó già còn hơn nữa. Thành ra có người kêu là có dục của dục giới, khổ của khổ chồng thêm khổ, do cái hiểu biết quá ngu si. Thành ra bây giờ con người bắt đầu bế tắc. Thì bên Tây Phương, cái đó là nặng nhất về bên Tây Phương. Nó chế ra đủ thứ kỹ thuật, đủ thứ máy móc. Bây giờ chúng ta muốn cái gì đó là theo đồ ngọc đó, bây giờ nó chế ra cái Asimo vậy đó, là còn hơn cái robot vậy đó. Nó có thể đi, đứng, nói chuyện, cười, giỡn, làm tình, và nó có thể ngủ chung với mình, thỏa mãn tất cả những cái của mình. Thành ra con người rất thích nó. Nhưng chúng ta nên nhớ nó vẫn là cái máy, nó là địa ngục, do gắn những cái cơ quan trong đó nó hoạt động y như con người. Nó giữ cửa, nó có thể chào, có thể nói tiếng nói Anh, tiếng Pháp, cả tiếng Việt luôn. Tiếng nào nó nói tiếng đó. Thì chúng ta mừng, ông dùng chữ mừng húm, là mừng, quá mừng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, nó chỉ là địa ngục thôi. Cái lầm của Phật tử là chỗ đó. Bây giờ đĩa băng thì không cần đến tịnh xá, không cần gặp các sư nữa, chỉ cần nghe đĩa là đủ rồi. Đó là nghe địa ngục thiết cho mình. Chúng ta quên là người máy giàu cho giỏi cách mấy cũng vẫn là địa ngục. Nó đâu có linh hồn. Cái khó khăn là ở chỗ đó. Thì thôi, tôi nói sơ thôi, bữa nay thì thời giờ nó cũng không có. Thì ở địa tiên bây giờ, tức là các nhà bác học chuyên môn sửa con người, cả tới bây giờ có thể thay phổi, thay tim, thay thận cho con người. Nhưng mà hạnh phúc hay không? Có thể thiếu máu, đổi máu người khác, với người hiến máu. Mà chúng ta nên nhớ máu thì phân biệt là máu A, máu B, máu O gì đó. Máu O thì A, B vô cũng được hết. Vô được nhưng mà còn có người cũ của mình hay không? Máu là một việc khác, mà cái dòng máu, cái linh hồn trong máu lại là một việc khác. Chẳng hạn máu của bậc A-la-hán đi, còn máu của người say rượu đi, mà hai cái máu nó giống nhau, nhưng mà cái linh hồn trong đó nó lại khác. Máu là nó thuộc về sinh lý, nó có sự sống chứ không có cái linh hồn trong đó. Mà máu của một người A-la-hán hay một người mà nhập lưu hay cõi trời thì cái linh hồn, cái máu nó khác. Mặc dù cái máu vẫn giống nhau, nhưng mà cái linh hồn, cái từ lực nó lại khác nhau. Thành đã vô nhiều khi những người mà khỏe khoắn vô những máu như người cờ bạc rồi, sao nó trở nên cái cờ bạc? Nó trở nên là con người bất thường. Chúng ta dùng cho bất thường. Thì chúng ta thấy rồi, cái gì cũng không qua sự thật, không qua sự thật. Đó thì quý vị thấy bây giờ cái cuộc đời nó đang, cái gì cũng làm giả hết đó. Tới mắt cũng giả, mà tai cũng giả, lỗ mũi cũng giả, mà tới gan cũng giả, tim cũng giả. Binh cái gì là có khi thay đồ thiệt, có khi đây thay đồ hóa học. Thì con người trở nên một cái con người máy. Cả cái cuộc sống cũng vậy. Như hôm tôi nói có cô giữa Úc đó, một ngày làm ở hãng 8 tiếng. Trưa không có ăn, nghỉ nửa tiếng ăn rồi tiếp tục làm nữa. 8 tiếng mà đâu có chịu thôi, còn về làm thêm 4-5 tiếng nữa. Tôi hỏi cô làm chi vậy? Cô nói đặng đem về cho cha mẹ, anh em, cho bà con, rồi cho cái phường 7 này nữa.
Ở đây người Việt Nam nghèo lắm. Cái hiểu biết mà sai lạc ngu si đó nguy hiểm cho mình. Tôi nói cô cứu người ta vì tinh thần hay vật chất. Con người sống có hai cái. Vật chất có thể cứu người ta sống cả đời này. Nhưng mà tinh thần người ta làm ác thì ta sa đọa nữa. Thì cô vô tình là người ta ý lại vào số tiền cô, người ta sẽ làm ác thêm. Thì cái tội, cái phước cô không có mà cô gây cái tội. Thành ra khi làm là phải có cái hiểu biết. Mà cô đắc quả chưa? Cô lo cô chừng chưa xong mà. Lo cha mẹ thì tôi đồng ý. Lo anh em cũng không nên lo. Mà bạn đạo cả tới cái tỉnh trà vinh nước Việt Nam cũng không nên lo. Lo cái đó là chỉ có Bồ Tát Thánh. Người ta lo thân thể rồi người ta lo luôn được cái linh hồn. Cái linh hồn mới là quý. Khi con người mà linh hồn cao thượng, người ta biết thiểu dục tri túc, người ta sống đời sống đơn giản, thì cái vật chất đối với họ không có thành vấn đề. Họ có thể sống rất đơn giản. Như hôm qua tôi thí dụ đây có nhiều Phật tử đó, sống rất đơn giản. Mấy ông thiện nam thì như là có ông Dân Linh, ông Dân Dũng, ông Dân gì đó, tôi thấy đội ông Hòa sống rất là đơn giản, không hút thuốc, không uống rượu. Thì nếu ăn chay tháng vài trăm ngàn là đủ thôi. Tôi thấy đa số đây là sống rất đơn giản. Những người mà giáo lý giỏi thì hầu hết là sống đơn giản. Tại sao tôi biết vậy? Bởi vì họ có thời giờ, họ mới ngồi thiền, họ mới nghiên cứu, họ mới đi sâu vào đó. Mà muốn có thời giờ mà nếu ăn mặc mà sang trọng thì làm sao có thời giờ mà ngồi thiền. Thành ra những người nào giáo lý giỏi là đa số những người sống rất đơn giản. Thì Phật tử phải hiểu chỗ đó. Còn những người xe xua chân diện là lo làm đầu tắt mặt tối thì giờ đâu mà tham thiền. Mà cái đạo Phật tham thiền là phải đi sâu vào con người mình. Thì cái bài kinh 66 là tôi thấy rất hay. Hồi xưa tôn giáo tu là cải sửa. Thì tôi sẽ giảng trong cái bài kinh 66 này là toàn cải sửa. Thì đạo Phật thì sao? Đạo Phật không phải là từ chối cái cải sửa. Cũng như chẳng hạn bốn đường ác và cõi người trời dục giới, thì sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ kia là đoàn thực. Ăn vật chất nhiều quá mập lù rồi bệnh nào tiểu đường nào tai biến nào đủ thứ hết, chết thú quắc. Để 2-3 ngày nó sình nó chướng rồi phải đem đi thiêu. Thì những người cao hơn một chút, cái này là kêu thế giới của chúng ta, thế giới dục của dục. Rồi bây giờ người ta thấy cái đó sai thì mấy ông tiên cái này cao hơn, tức là cõi trời sắc giới. Thì bây giờ ở quả địa cầu này có lẽ ở trên Hy Mã Lạp Sơn còn, nhưng mà quý vị khó thấy họ. Họ thấy quý vị mà quý vị không thấy họ, ta kêu là tàn hình. Họ đi biến một cái mờ mờ, mình không thấy được cái bành bóng mờ mờ, nhưng mà trong cái xác suốt mờ mờ họ thấy được cái hình tướng của mình. Mình là cõi trời dục của dục. Trời là đỡ à, còn cõi người còn bốn đường ác nữa. Thì mình thô kệch lắm, mình ăn bằng cái đoạn thực, họ cao hơn ăn bằng cái xúc thực. Quý vị ngồi quý vị có thể đi đến chỗ đó. Mà muốn đến chỗ đó quý vị phải giữ 8 giới. Chứ là 5 giới không có qua được. 5 giới quý vị bận đủ thứ à. Nào lo sắc tài danh lợi, 8 giới người ta bỏ như cái đó. Người ta không cần sắc tài danh lợi, người ta không cần ăn uống cái đồ mà thô tháo nữa. Đồ chay cũng là một cái món đồ dơ, không có sạch. Sạch hơn cái đồ mặn thôi. Còn họ ăn bằng cái xúc thực. Xúc thực là gì? Là cái cảm giác hỷ lạc của mình. Thì ở đây trong cái bài kinh 66 này có nói rõ. Thí dụ, do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Thì cái này là những cái khối lù lù thôi, không có hình tướng. Thành ra kêu là cái năng lực, kêu là cái bản thể. Rồi bắt đầu nó sao động, cái nó điển ra những cái điện tử âm, điện tử dương. Mà trong duy thức thì kêu là chủng tử âm, chủng tử dương. Cũng như chủng tử là cái điện tử, cái hột nhỏ nhỏ, nó quay mầm trong đó. Cũng như là nước đó, thì có H2O. MO là 16 điện tử dương, 16 điện tử âm, và hydro là một điện tử âm, một điện dương, nó đang quay mòng trong vũ trụ. Rồi cả 100.000 kiếp nó ngẫu nhiên nó mới gặp nhau.
thì cái đó kêu là H2O là vật lý. Nếu nó quay cao nữa, nó chạy nhanh một cái nữa, biến thành sinh lý là con mắt. Thì con mắt ráng nghe nhau nữa rồi trả bài câu số 1 ấy. Hơi khó đấy. Nên là câu số 1 khó, để tôi giảng từ từ rồi quý vị nghe. Rồi mở đĩa lại nghe lại. Thì bây giờ nghe đây thì nghe lại nó dễ hiểu. Còn nghe đĩa không đừng có trông mong. Cái đó là vật lý thuyết cho quý vị. Thì thành ra cái thuyết ở trong 62 tôn giáo bạn của 6 giáo chủ đó không phải là sai, nhưng mà không có toàn diện. Đức Phật cũng lấy cái đó Ngài giảng tới tới rồi là Ngài đi tới cái đạo Phật. Thì tôi giảng quý vị sẽ thấy, nếu quý vị coi cái kinh mà Phạm Võng đó, có 62 tôn giáo trình bày những cái hiểu biết của các ngài, thì Đức Phật mới nói không phải sai, nhưng mà nó là lớp mẫu giáo. Thì mình cũng phải biết lớp mẫu giáo. Đạo Phật không có từ chối lớp nào hết. Cái khó của đạo Phật là chỗ đó. Nhưng mà trong cái lớp mẫu giáo, trong cái sanh diệt mà thô tháo tới sanh diệt vi tế đó, có một cái nền tảng chung cho tất cả. Nghĩa là nương vào đó nó phát hiện. Thì cái đó bên khoa học bây giờ cũng hơi biết biết, kêu đó là năng lực. Nhưng mà nó có thứ bốn thứ năng lực, cũng là năng lực, nhưng mà chuyển biến chậm, nhanh, liên tục, rồi thần tốc. Thì đây mới là cái cứu cánh cuối cùng của A-la-hán, là chuyển biến thần tốc. Thì trong bài kinh số 6 tôi sẽ giảng cho quý vị. Rồi quý vị phải trả bài. Tôi không có giảng kỹ, tôi cứ mà lớp lớp, rồi quý vị cứ nối chấp chấp nối lại với nhau sẽ trả bài, trả được câu hỏi đầu tiên. Thành ra đầu tiên đó là bốn đường ác này là chỉ là một trạng thái lờ mờ mà Lão Tử kêu là hỗn độn, còn trong duy thức đó kêu là vô minh. Minh là sáng, vô là không sáng, thì nó mờ mờ nó quay, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, nghĩa là không có trông cái gì rõ, nó mờ mờ vậy, rồi nó cứ quay mãi. Cho nên một lúc nào nó gặp nhau, nó hợp thì thành ra trần. Trần là cát bụi, mà khoa học kêu là vật lý. Rồi nó quay nhanh nữa thì nó thành ra sinh lý, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Rồi khi cái vật lý, sinh lý nó đụng nhau, nghĩa là nó duyên khởi với nhau, thì cái vật lý sẽ nằm trên sinh lý, tức là sắc trần nằm trên con mắt, giọng mô. Rồi tới cái lỗ tai cũng vậy, cái âm thanh là tiếng nói của tôi, tiếng chim hót, tiếng chó sủa, tiếng kèn, tiếng trống, thì cũng là vật lý đang quay mầm trong vũ trụ. Rồi khi nó chuyển biến nhanh thì nó thành cái lỗ tai. Lỗ tai của người, lỗ tai của chó hay lỗ tai của loài thú. Thì đó là sinh lý. Rồi cái vật lý sinh lý này, cái âm thanh với cái lỗ tai này nó dính nhau, duyên khởi với nhau, thì cái âm thanh sẽ nằm trên cái màng nhĩ của lỗ tai. Chúng ta nên nhớ cái chỗ đó. Không? Mà có lỗ tai có màng nhĩ là không phải là nhãn thức. Thì cái ngạ quỷ mới mượn cái lỗ tai, mới mượn con mắt phát ra cái cảm giác ngạ quỷ, tức là dễ chịu, khó chịu, dửng dưng. Ráng nghe heo. Thì cái đó kêu là một cái khối lù lù, kêu là hiện lượng tánh cảnh, hay là kêu là điện tử, hay là năng lực, hay còn kêu là hỗn độn. Thì đó là Lão Tử. Thì mình nhớ danh từ nó nhiều, nhưng nó giúp cho mình. Cái này quý vị phải ngồi thiền à, chứ tôi nói vậy quý vị cũng chưa hiểu nổi đâu. Nghe rồi ráng ngồi lặng lẽ nhìn lại con người mình, nó trong con người mình á. Nhưng khi yên lặng quý vị sẽ thầm hội nó. Cái thầm hội thì không giảng được, nhưng mà tôi giúp cái điều kiện cho quý vị thầm hội. Thành ra với tôi là phải ngồi thiền thật nhiều. Mà ngồi thiền thì phải có sách vở, phải có một cái số vốn thì mới ngồi được, ọc ra để mà ngồi. Chứ không phải như cô gì ngồi để thấy hào quang đỏ, hào quang vàng. Không phải cái vụ đó. Ngồi để đi vào trí tuệ, nhìn thấy cái con người mình như thật. Mà muốn qua như thật thì phải qua cõi trời trước.
cõi này không thể như thật được, cõi này nó quá tệ rồi. Tức là đoàn thực, tức là sắc tài danh lợi ứng ngũ nghĩ của chúng ta đang sống bây giờ. Thì đây tôi mới kể là bắt đầu của chúng ta đó là sắc thinh hương vị xúc, đó là địa ngục vô gián. Chưa có cái sống, chưa có cái biết. Rồi khi nó chuyển biến nhanh lâu đời, ngàn năm trăm năm rồi, thì nó sành ra con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc là kêu là sinh lý, nó có sự sống. Thì cái vật lý này sắc thinh hương vị mới in trên mắt, tai, mũi, lưỡi, hai cái nó duyên khởi nhau. Thì cái cảm giác mới mượn cái sinh lý, và sinh lý nó có sự sống. Thì cảm giác là cái tâm mượn cái sinh lý tiếp xúc với cái sắc trần trên giọng mơ, trên màng tai, trên màng mũi, bây giờ mới có cảm giác dễ chịu, không dễ, không khó. Đáng nghe sao? Nó hơi khó, mà tôi nói câu số 1 khó nhất. Cái gì qua được là qua nhập lưu. Rồi đi nhất dẫn lai, bất lai, và thánh thứ nhì tới ba dễ thôi. Nhưng cái này ngồi thiền chết mồ chết tổ luôn. Phải có thời giờ ít nhất phải 2 tiếng. Ừ, quý vị ở nhà làm đủ thứ 2 tiếng chắc cặp đất mạng. Thành ra tôi thấy người cư sĩ tội nghiệp. Nhưng mà thấy quý vị dường như vẫn cố gắng sắp xếp thời khóa biểu, thấy trả bài thì tôi rất mừng. Nhưng đó là con trâu ăn cỏ thôi. Còn cái nghiền ngẫm nữa là cả một vấn đề. Tôi mỗi lần ngồi thiền coi kinh nó một ngày có một tiếng, mà tôi nghiền ngẫm đó là ngày này qua tháng khác. Nội cái vô thường vô ngã 3 năm trời. Mà một đêm tôi ngồi 7-8 tiếng, từ 12 giờ tôi ngồi tới 9 giờ sáng, 9 tiếng đồng hồ. Thế mà không ra, tới bây giờ mới ra, bây giờ mà giảng cũng không chạy, thấy bài kinh 66 này, trời ơi, phải đâu mà giảng theo cái này thì dễ quá. Đó thì vật lý, sinh lý, mắt, tai, mũi, lưỡi, 6 căn, 6 trần, 6 nội xứ, 6 ngoại xứ, đây là vô ngã, có hình tướng ráp lại. Nhưng cái này chưa có hình tướng đâu. Tới sáu xúc là tới con người có mặt na, tức là có ý chí, có nghiệp, thì chính nghiệp mới sửa lại. Còn nó chỉ là một trạng thái lờ mờ. Thành ra kêu đó là bốn đường ác. Thì chúng ta thấy là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức là ngạ quỷ. Mà tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi đều nằm trên cái đầu. Phải nghiền ngẫm. Cái đầu, hai con mắt cũng nằm trên đầu, hai lỗ tai cũng vậy, cái lỗ hai lỗ mũi, cái miệng cũng vậy, đều nằm trên đầu. Thì cái đầu nó phải là vi tế hơn là con mắt, cái lỗ tai, cái lỗ mũi. Nó cũng đất nước lửa gió nhưng mà nó vi tế hơn. Thành ra khi cái đầu nó nhận năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân rồi thì nó sửa lại cho rõ hơn. Sửa cũng không phải là sửa, dùng chữ sửa là sai. Nó giống như cái kiến vậy, làm cho rõ hơn, chứ nó không có sửa. Nó đâu có mặt na, nó đâu có ý chí mà sửa. Quý vị thấy người ta đeo kiến còn thị đó, ban đầu là cái kiến mát. Thì nó nhận lấy sự vật. Thì đó là con mắt nhận lấy sự vật. Rồi cái cảm giác mới mượn con mắt đó cho cái cảm giác dễ chịu, không dễ, không có, kêu là ngạ quỷ. Rồi cái cảm giác này nằm ở trên đầu, thì cái tư tưởng mới nương vào cái cảm giác này sửa lại, làm cho rõ hơn nữa. Thì bắt đầu mới có hình tướng lờ mờ. Thành ra địa ngục là sắc trần, địa ngục vô hữu gián là căn sinh lý, cảm giác, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thiệt, thân thức là ngạ quỷ. Rồi tới ý thức là xúc sanh. Mấy ngạ quỷ thì có thọ. Người ta thường kêu cây này là ngạ quỷ. Nó có thọ thần. Mà thọ thần ở đâu? Thọ thần ở dưới cái rễ. Cái cây thì cái gốc bao giờ cũng ở dưới cái ngọn ở trên trời. Ta nói cái lộn ngược. Mày sống lộn ngược như ngạ quỷ. Tức là không có cái tư tưởng phân biệt, chỉ có cảm giác thôi. Sống theo cảm giác. Thấy vàng thì thích, thấy đồ ăn thì nhào vô, không có cái suy nghĩ. Thì cuộc đời này chúng ta thấy có.
Qua thời kỳ bao cấp đó thì có rất nhiều ma quỷ tranh giàu, tranh giành tiền bạc, rồi nhà cửa, rồi giết nhau. Đó, thì chúng ta thấy là cái tâm là quan trọng. Rồi tới súc sanh là khi cái đầu này nó nhận được cái cảm giác, nó làm cho rõ hơn nữa, thì bắt đầu nó có sự phân biệt lờ mờ, phân biệt mà không có sự đắn đo. Đó là những người mà khi nói mà không nghĩ tới hậu quả, muốn nói gì mà nói à. Nhiều khi nói rồi cái tai hại cứ bắt đầu ân hận. Chúng ta thấy cuộc sống chúng ta thỉnh thoảng cũng có cái đó. Khi chúng ta buồn rầu, chúng ta khổ sở với một cái sự mà ta kêu là sốc, bị cảm xúc stress, bị khủng hoảng quá, chúng ta giống như loài súc sanh. Chúng ta mở miệng nói mà chúng ta không có một cái nghiệp, không có một cái suy nghĩ về cái hậu quả của lời nói mình, thì cái này kêu là súc sanh. Rồi chúng ta để ý trong cuộc sống này của chúng ta, để rồi chúng ta mới trả lời cái câu hỏi thứ nhất: phân biệt nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái. Nhãn thức thì là ngạ quỷ, còn ý xúc đó mới là thúc sanh, còn nhãn thức đó là ngạ quỷ, mà ý thức là súc sanh, còn nhãn xúc đó là cõi người, còn ý xúc là cõi trời dục giới. Xúc đây có nghĩa là có cái ý chí, tức là có cái nghiệp rất mạnh thì mới cải sửa thành con mắt và sắc trần. Tức là có con mắt của chúng ta như cây hình, và sắc trần là sự vật này, nó có hình tướng rõ ràng. Chứ ban đầu thì nó chỉ là một khối hỗn độn thôi, thì chúng ta kêu là hiện lượng tánh cảnh. Còn khi có nhãn xúc rồi không kêu là tánh cảnh, không kêu là hiện lượng nữa, mà kêu là tỷ lượng. Tỷ lượng mà tỷ là gì? Tỷ là so sánh, phân biệt mà thành ra. Như chụp mũ lấy cái hiện lượng tánh cảnh là một trạng thái lờ mờ, chưa có mắt, chưa có vật lý sinh lý, bây giờ thành có mắt, có vật lý sinh lý, thành ra kêu là tợ tỷ lượng. Mà nếu tợ tỷ lượng này trong một cái cộng nghiệp chung thì kêu là chân tỷ lượng, tất cả đều thấy giống nhau, thì cái cảnh kêu là tợ đối chất. Giai mượn đới là đèo theo mang theo, nhưng mà sửa hết trơn rồi, nó không có hình tướng, mà giờ sửa thành đã có hình tướng theo cái nghiệp của từng loài, từng chúng sanh đó. Vì hiểu không? Vậy sao tôi giảng lại? Tôi nói cái câu đầu này khó nhất, đòi hỏi quý vị phải ngồi thiền. Tôi nói thì quý vị có thể hiểu mang máng, cũng giống như con trâu ăn cỏ. Còn thành thực xương máu của mình, quý vị phải về làm chắc cả tháng, 2 tháng thì quý vị mới có thể hiểu được nó. Mà kêu là thầm hội, hội là hiểu, thầm là một cách âm thầm. Trong cái lặng lẽ này mình sẽ thầm hội nó. Một khi quý vị giảng ra người khác cũng khó tiếp thu, nhưng mà nếu quý vị thầm hội sâu xa thì quý vị giảng người khác dễ hiểu hơn. Tức là cái định lực quý vị. Cái này tôi muốn giảng mấy lần mà tôi giảng không chạy. Tôi xin thưa vậy, tôi hiểu biết, tôi nghiền ngẫm ngồi thiền lâu, cái tôi thấy là giảng rất dễ, nhưng mà khi ra gặp quý vị rồi nó mất hết mỡ. Hôm trước là tôi muốn kêu một số gạo cội xuống để tôi giảng cái chỗ này, khi tôi đi ngoài dàm ở ngoài biển đó, tàu chạy đó là tôi thấy rất là rõ. Rồi sau bữa sau về tôi cũng kêu một số gạo cội, nên là bên mấy cô cũng đó mười mấy người, bên nam cũng có 4, 5, 6 người đó, thì những người đó tiếp thu được. Nhưng mà tới bữa sau rồi thì giảng không chạy. Nó không thanh tịnh. Ra ngoài dòm nó thanh tịnh, gặp cảnh ba la thì cái thức mình quá trong sáng, thì mình thấy nó rõ ràng, mình giảng diễn giảng dễ thôi. Nhưng mà về đây rồi đụng cảnh, đụng này đụng kia rồi nó phức tạp cái lại. Nó mất, giảng không được rõ nữa. Rồi thôi thôi tôi nghỉ. Rồi bữa nay tôi tính giảng, nhưng mà tôi thấy cũng làm như nó cũng không chạy nữa. Nhưng mà giảng vậy vài lần tôi bắt đầu tôi nói nó rõ hơn. Thì Phật tử về cố gắng ngồi thiền, nghe lại những cái này. Thì cái nhãn thức là ngạ quỷ. Thật ra không có nhãn thức, nhĩ thức, không có mắt và sắc trần. Cái này là do ý xúc sửa nó. Mà xúc đây có nghĩa là nghiệp.
hay chúng ta kêu là mạt na, hay còn kêu là ý chí, hay là kêu là thức thứ bảy, có nhiều danh từ, tức là có một sự cải sửa cái hiện tượng giới này theo cái nghiệp người, cái nghiệp người, nhưng mà chưa có kinh nghiệm, thành ra cái cải sửa nó còn non nớt, tức là từ nay bắt đầu có dây thần kinh trong xác thân của chúng ta, thành ra loài ngạ quỷ cây này chưa có dây thần kinh. Nó lấy cái xác thân làm cái cảm giác, là cái linh hồn của nó chính là thọ cảm. Người ta nói cây có thọ thần, đúng đó. Khi cây cây này chết, thọ thần còn sống. Nếu thọ thần chết là cây cây tiêu luôn, nó trở thành vật lý. Còn nếu thọ thần sống, nó sẽ đi mang cái thân cây cao hơn. Còn nếu cái cây mà cả trăm năm thì thọ thần nó mạnh vô cùng. Chết cái thọ thần này mang cái tư tưởng là súc sanh, chứ không còn thọ thần nữa. Cái sự tiến hóa là vậy. Nào, quý vị ngồi suy nghĩ rồi quý vị sẽ thấy. Sẽ thấy. Chứ tôi không thể chỉ như thế nào. Cứ yên lặng đi quý vị, nhìn lại trong tâm mình, nhìn lại sự vật ở bên ngoài giống hệt. Nếu mình sống với cái tình cảm mà lờ mờ thì mình giống như cây cây này. Chỉ tìm nước uống, tìm ánh sáng thôi. Còn cái phân biệt là không có. Tôi nói người này mày là thứ đồ quỷ, quỷ đói. Thì giống như cây này, nó chỉ tìm nước nó sống, tìm ánh sáng mặt trời nó ra ra, chứ nó không có di chuyển được. Cái cây nở ở đâu ở đó nó có di chuyển, thành ra cái đầu dưới đất mà cái đít chổng lên trời. Tôi nói lộn ngược. Thì chúng ta có ngài Du Lan là ngài giải đạo quyền, mở cái ách lộn ngược của những người ngạ quỷ, những người chỉ biết có ăn mặc ở bệnh, không nghĩ gì tới cha mẹ hết. Đánh cha đánh mẹ kêu là phạm tội ngũ nghịch. Thì cái tâm người này sẽ thấy những cái hình phạt mà do chính họ tạo ra, chứ không có địa ngục nào hết. Nhưng mà có đối với những người ở ngạ quỷ. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Tất cả các cảnh giới đều treo trên đầu một cái tâm niệm. Cô Gấm có thuộc cái câu này, cô nhắc hoài. Thì câu này là câu mấu chốt của duy thức học. Cái tâm mình sao thì cảnh giới nó hiện ra y như vậy. Nếu tâm ngại quỷ thì cái cảnh giới tiệm ra nấu giặt dầu sôi, khưa, xẻ, cắt, chặt, thẻo từ miếng thịt. Có hay không? Nếu nó có là trật, nếu nó không là sai. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra cảnh giới đau khổ đừng có trách ai hết đó. Trách cái tâm mình quá đen tối. Thành ra Phật ngày khôn ngày nắm cái tâm. Thành ra cõi trời ta khôn hơn. Cõi trời dục giới thì nắm cái thân. Thân hư, thân đẹp thì phải vào mỹ diện. Cắt, cải, sửa, thay mắt, thay mũi. Cái miệng méo thì thay làm cho miệng nó đẹp. Mắt một mí thì làm cho hai mí. Như cái cô gì đó, cô mắt một mí nó có xấu. Cô nói nó mắt hai mí đẹp hơn xưa. Rồi cổ đi cắt con mắt, mổ con mắt. Mổ thì người ta lên Sài Gòn, những cái mỹ viện có học, có bác sĩ này kia mổ ở Trà Vinh. Mà cô này chắc không rành, học lớp mứa rồi mổ. Thì nó về nó thành 4-5 mí. Tức là sao? Nó không lành, nó lỡ. Mà không biết chắc cổ có ăn nếp bằng gì nữa. Nó lỡ 3-4 mí, cô vô đây gặp tôi, cô khóc. Tôi nói là cô muốn một mí, cô không chịu, muốn hai mí. Bây giờ 4 mí còn đẹp nữa à cô? Hai mí đẹp thì ba bốn mí còn đẹp hơn nữa. Thành ra cái nhận thức ngu si của mình làm cho cuộc đời đau khổ. Cái tóc đen mà già thì nó phải bạc, phải trắng chứ già biểu nó làm sao. Già muốn nhuộm cho đen. Còn đen thì cũng được đi, không muốn đỏ. Rồi có người nó muốn kỳ khối. Cái môi mà mình khỏe trong mình thì nó màu hồng, nó đỏ. Mà hãy ta tái mét thì phải thoa son. Thì thoa son rồi mai mốt chùi nó mất. Thôi mình chăm nó. Kêu cái gì mà tôi không nghe cái gì. Kêu xăm à, kêu xăm nó. Còn xăm thì chùi không ra. Tới chừng già rồi, rồi 80-90 tuổi mà cái môi còn đó không. Như cái cô gì đó cũng vậy đó. Còn cái chân mày mà xăm được nó tôi không ngờ. Cổ sinh thọ tám giới rồi tôi chứng minh.
Chừng lợi thì thấy có mười đỏ chói, mà cái chừng mày thì con gieo mà đen thui. Tôi nói trời ơi, cô cạo cái đầu trọc mà sao có chân mày cái môi con đỏ ao chứ. Cô chùi bỏ đi, cô nói đâu có chùi được chứ. Tôi nói gì cho môi son người ta thoa, người ta chùi bỏ không được sao? Cô nói không phải, cái này không phải là tô son. Rồi cái chân mày của bà, bữa bà lấy lò nghẹ bà quẹt xong mà nó thui dạ tôi. Bà nói không, con xăm lấy sự thì có chết thôi chứ còn không có làm mất được. Tôi không biết xăm là cái gì, sao tôi hỏi mấy thiện nam, mới xăm là cái gì, nói giống người ta xăm mình vậy đó sư, xăm vô mình con rồng con phượng này kia, mấy ông thanh niên đó thì cái này cũng xăm vậy, chết thôi chứ không có mở, không có chùi được. Thì chúng ta thấy mình có một cái ngu, thành ra Đức Phật muốn làm sao cho mình có một cái thông minh, một cái sáng suốt, mà thông minh ngài còn không chịu nữa. Ngài muốn cho mình có trí tuệ. Vậy trí tuệ thông minh nó khác nhau làm sao? Thì đây tôi giảng để quý vị biết là cố gắng làm Phật, đừng có làm trời. Đó, nói bà trời bà tiên ở đây nhiều lắm. Mà, nhất là cô tôi nói thẳng rồi. Bà cô tôi để làm gì? Còn nói kiếp sau làm hoàng hậu. Tôi nói trời đất bao nhiêu công phu cái tôi bỏ hết. Hoàng hậu có sung sướng gì đâu. Tôi nói bà lão ăn mày cúng hai xu dầu kiếp sau làm hoàng hậu. Thì con bây giờ làm công quả rất nhiều thì tự nhiên là hoàng hậu dễ thôi, cho lâu thì con làm phước được phước báo thì hoàng hậu thôi. Giống vua Lương Đại Đế làm vua cũng đội cái nón cho ông Phật, mà ông Phật bằng xi măng đó, mà cái tịnh cái chùa nó dột rồi ông thấy ướt mình, ông Phật mới lấy cái nón đội mà kiếp sau làm vua. Rồi đi nhốt mấy con khỉ mà nó ăn cái đồ ăn của ổng. Ổng đem lời ổng đi đốn thì ổng treo đó nó ăn mất tiêu. Tới ổng rình coi thấy ổng rượt, nó chạy vô ổng lấy đá ổng lấp chết queo. Thành ra làm vua mà sao bị giặc hoàng sao là mấy con khỉ nó lên. Đó thì nó dí ổng thì tên chết ở đầu núi rồi quả báo. Thành ra hãy có phước thì có tội, có ngày thì có đêm, làm sao tránh khỏi cái đó. Thì chúng ta thấy rằng chỉ có Đức Phật mới tránh khỏi thôi. Mấy ông tiên thì khôn hơn. Bây giờ cái thân nó ảnh hưởng tới cái tâm, thân nghiệp khẩu nghiệp, sửa thân sửa gì hết trơn rồi, cái tâm mình xào xáo, tâm mình lo sợ thì nó làm cho mình già. Thành ra cái tâm là chết. Một người mà không lo lắng gì, sống trong hoàn cảnh an vui, hạnh phúc, ngồi thiền, tu thiền này kia vui vẻ thì con người đó trẻ. Nhưng mà trẻ cũng giới hạn thôi. 500 tuổi, 800 tuổi, 1.000 tuổi còn trẻ măng như đứa con nít. Nhưng mà 20-30 ngàn, cả triệu tuổi cũng phải già khú thôi. Nó có là cải sửa cái tâm thì cái thân nó cải sửa theo. Thành ra giai đoạn thứ hai là tu cõi trời sắc giới. Nào, quý vị phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, cõi đếm khỏi cần niệm Phật, đầy a lại gia nó tràn ra. Quý vị không cần ăn bằng sắc thân này nữa. Quý vị có thể đổi 7 ngày, 7 ngàn năm, 700 năm, 7 triệu năm. Ăn bằng cái hỷ lạc thôi. Thì cái này nữa tôi nói sâu hơn, chỉ nói sơ thôi. Nào, thì 7 ngàn, 7 triệu năm rồi cũng phải chết. Cái tuổi thọ vậy thôi. Nhưng mà sướng là chết nó không có thúi. Có gì tàn hình nó mất thôi. Tôi muốn đi là tôi bắt đầu biến mất. Nếu mà sanh về cõi trời dục giới thì hiện ở cõi trời dục giới. Còn nếu tôi biết tôi tu lên cõi trời sắc giới thì mất ở cõi trời dục, tôi sẽ sanh lên cõi trời vô sắc. Vô sắc thì cao hơn. Cõi trời dục giới chúng ta sống bằng cái sắc thân bên ngoài, mắt tai mũi lưỡi thân, cho nên chết là cái nó thu quắc. Còn cõi trời sắc giới họ bỏ sắc thân bên ngoài, họ sống mà sắc thân bên trong, tức là dây thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Cái này 8 tiếng mới chết thiệt. Mà khi bỏ thân bên ngoài rồi họ sống với cái này thì họ ăn còn cái hỷ lạc. Tôi đã có giảng rồi. Sơ nhị thiền, cái hỷ là thân bên ngoài là cái mừng, cái lạc là thân bên trong là cái vui. Thì sống với cái đó, nước miếng nó xuống, ta ăn bằng nước miếng và ta thở bằng không khí, thì cái hỷ lạc nó khỏe. Trong người chúng ta bây giờ quý vị luyện được, nhưng mà không có thầy coi chừng điên.
Chúng ta có coi khoa học, học tới lớp 12 đó về sinh lý, người ta biết hồi chúng ta trong bụng mẹ chúng ta không có ăn, đứa bé nằm trong bụng mẹ chỉ ăn cái cuống rúng, thì là cái nhau của người mẹ, tới chừng mà nó đẻ ra nó khóc cái tiếng khóc chào đời đó thì bắt đầu nó phải thở bằng không khí, nó ăn bằng không khí thì phải có đoàn thực, còn hồi đó là ăn bằng cái khí nội tức, mà nó đứt ở chỗ cái miệng với cái hậu môn, chúng ta kêu là cái lỗ đít đó. Nên chỗ đó mà khi đứa bé nó hở cái hậu môn rồi, cái miệng nó khóc lên một cái rồi thì bắt đầu là nó ăn bằng không khí, bắt đầu xuống trần gian ăn bằng đoàn thực, còn cái kia nó ăn bằng cái xúc thực, tức là ăn máu huyết của người mẹ, rồi khi mà đẻ ra phải cắt cái cuống rúng là cái nhau cắt rồi thì bắt đầu nó sống cuộc sống mới, cuộc sống đau khổ của nó lìa khỏi người mẹ rồi. Thì chúng ta coi, tôi coi Đoàn Ngọc, Đỗ Ngọc viết rất rành, thì cái đó rất hay. Còn mấy ông tiên ta cao hơn, ta ngồi người ta ăn bằng cái xúc thực, tức là cái cảm giác hỷ lạc, thì nhập vào sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật có đếm thì chưa đi vào định được. Tới chừng nào nó tràn đầy a lại da, từ a lại da nó phát hiện ra, rồi tư tưởng tống vô, cái này quý vị cũng chưa rành. Ông tôi hỏi mấy tay gạo cội không à, hỏi cô không rành. Cái mà từ a lại da phát ra đó là chúng ta kêu là hiện hành. Rồi từ mà tư tưởng tống vô chúng ta kêu là vân tập. Thì cái này kêu là tu bằng vọng tâm, có tác ý, có cố ý trong đó. Tức là mắt đừng nhìn hình tướng, mắt đừng nhìn sắc ngoài, nhìn hình tượng Phật, tai nghe tiếng niệm Phật, mũi ngửi mùi hương, miệng niệm thầm theo, và cái tâm nhớ nghĩ tưởng tới Phật, tống cái chủng tử vô đó. Thì trong này nó có chủng tử sẵn, chủng tử ác nó tiêu diệt. Chừng nào nó đầy rồi từ nó tràn ra, cái này là niệm Phật bằng linh hồn, tức là bằng a lại da, kêu là hiện hành, không có tác ý, nó hồn nhiên nó tràn ra thôi. Thì cái này là chân vọng hòa hợp, còn mắt tai mũi lưỡi tập trung vào đối tượng niệm Phật kêu là vọng hoàn toàn. Thì khi hai cái này nó giao lưu với nhau thì kêu là nhị thiền định sanh hỷ lạc. Mà nhiều nhà sư giảng đây là Bát Nhã, đây là Thánh A-la-hán trật lất láng, không phải dễ đắc vậy đâu, không phải đâu, cái này mới nhị thiền sắc giới. Nhưng mà nếu phát nguyện tự lực có thể sanh về cõi trời, còn A Di Đà ơi con không muốn về cõi trời, con muốn về cõi Phật, thì A Di Đà ok dẫn về liền. Cái định lực mình quá mạnh, để mình kêu một cái là động tâm tới ngài là ngài phải xuống, ngài đưa cái bông sen và hào quang, hào quang chứ không phải là bằng bằng dục giới, không phải là bằng vật lý sinh lý nha, mà hào quang này nó thuộc về sát na, nó thuộc về trí tuệ tạo thành, chụp không dính, dường như có hào quang. Hào quang chúng ta là đem đi nấu trà uống được, tôi uống hoài hào quang này không có đem lấy được, bóp cũng không dính. A Di Đà hiện xuống đưa hào quang, A Di Đà mình chụp cái chân ngài cũng không dính, mình ôm ngài cũng không dính, đó là cái dùng hào quang đang chuyển biến xuyên suốt. Quý vị thấy là cái cõi cực lạc khó hiểu vô cùng, có tướng mà tướng vẫn là sát na, còn mình là tướng chu kỳ, tức là con khảo kêu là thực nghiệm lâm sàng, con mắt có thể thấy, tay có thể rờ bóc, đính bao nhiêu thước hình chủ nhật gì, cái kia là không có, thấy dường như có hình chủ nhật, có giống bông sen, giống hệt cho bông sen của mình, nhưng mà không nấu nước, không được chụp dính được, nó chỉ là hào quang thôi. Thôi cái đó chúng ta tạm hiểu, thì cái đó chúng ta phải qua cái kinh Kim Cang là nói rành nhất, nhưng mà không có chỉ, có áp dụng vào cái cuộc tu, chỉ có Thủ Lăng Nghiêm mới chỉ cách tu thôi. Tôi là tôi phục cái Thủ Lăng Nghiêm, không có là bây giờ tôi không giảng Bát Nhã chạy, tôi coi kinh Kim Cang tôi hiểu lâu rồi, nhưng mà khi tu làm sao mà qua Bát Nhã đi, hãy làm sao thì không qua được, hãy làm sao là thuộc về tư tưởng nữa, mà không làm sao thì chẳng lẽ như vậy hoài. Tới trình Thủ Lăng Nghiêm mới chỉ cách về lúc mà
Đức Phật thất xứ trường tâm 7 lần bát cái tâm của A Nan thì ngài mới chỉ cách vào trong đó. Chỉ cách rồi mình tưởng đâu là chân tâm, tới sự A Nan lại nói nếu mà con nhận được cái này thì ma đang già đâu có bắt con được. Thì ngài cười nói A Nan ơi, nó không phải là chân đâu nha, nhưng nó cũng không phải là vọng, mà nó là chân vọng hòa hợp, tức là cái này ai lại ra nó tràn đầy nó ra, cái này không phải chân tâm mà cũng không phải vọng tâm, mà chúng ta thường kêu là niệm Phật bằng A Lại Da, bằng linh hồn, hay là chúng ta kêu là quân tập và hiện hành. Hiện hành là thế giới của sát na, nhưng mà sát na khi nó thành tốc rồi thì nó mới thành A La Hán được. Cái này là của nhập lưu nhất vãng lai bất lai. Thôi chúng ta tạm vậy đi. Thì cái thế giới này đó là có sắc thân, có sắc thân bên ngoài, có sắc thân bên trong. Thì cái nhị thiền định sanh hỷ lạc là dùng cả hai sắc thân. Chúng ta niệm Phật rồi được cái hỷ đưa qua sắc thân bên trong, xong xong mới có cái lạc. Rồi tới tam thiền là định sâu hơn thì cái sắc thân bên ngoài mất, chỉ còn cái lạc thọ nó tràn hết cả cái thân bên trong. Thì cái này như thế hơn nữa tôi phải giảng lại, giờ quý vị phải trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi, sự khác nhau giữa cái đó, thành ra cực khổ à, câu đầu này cực khổ đấy. Thì nó mất cái thân bên ngoài và cái lạc thọ, cái vui nó tràn khắp cả thân bên trong. Thế mà người ta còn không đồng ý nữa. Nếu còn cảm giác thì còn quái. Lạc thọ, khổ thọ gì cũng nằm trong khổ đế hết. Thân bất định thọ thì khổ, dầu thọ lạc thọ khổ, gì đã có thọ thì phải phải mất, thọ là khổ, như vậy là phải bỏ cái thọ luôn. Rồi tới cõi trời vô sắc, là bây giờ bỏ thân bên ngoài, bỏ thân bên trong, bỏ bằng cách nào thì quý vị phải học. Trong cái đầu của chúng ta đó nó có 5 cái cảm giác. Cảm giác của con mắt thì nó hội tụ ở, khoa học kia kêu là cái tiểu não, mà bên tiên kinh dịch với Hoàng Đế Nội Kinh thì nói rành hơn, nhưng mà tôi quên rồi. Thì cái đó viết chữ Tàu, có sách tôi mua đó mất rồi, kỳ tiếp thu này không lấy đâu mất tiêu hết, không còn nữa. Thì đó tôi tiên, tiên thì nó cao hơn khoa học, nó thuộc về trung giới, nó không phải luyện cái thân nữa mà nó luyện cái tâm, mà tâm đây lại là vọng tâm mới chết muộn. Còn Phật thì không phải tâm vọng tâm mà là chân tâm. Mà chân tâm là cái gì? Không là gì hết mà nó là tất cả. Chút nữa chúng ta qua cái đó, còn không thì bữa khác. Hôm nay nói cái vọng thôi. Thì ở đây tới cõi trời sắc giới, cô nào đỡ bà giờ vô đi, bà té, ai ai khỏe khỏe dẫn vợ bà té một cái là bà vô là thiêu ạ. Bà nhớ đâu vậy cả? Thấy bà cung hả? Ôi đất ơi, kêu bà ngồi đi, kiếm chỗ cho bà ngồi đi. Trời ơi, bữa nay rồi để 25 tôi xuống dưới thăm bà, lớn tuổi rồi đi chi. Lâm quý sư xuống rồi, khi nào tôi khỏe tôi xuống, tôi xuống rồi tôi vô là tiêu luôn á. Bà về đi rồi nghe pháp phải không, rồi tới là tôi xuống dưới tôi trả bài. Trời ơi dưới chúng thăm mừng dữ lắm. Nghe nói tiếng miền á, thôi biết tiếng miền đâu, nói tiếng miền tiếng là tiếng Ấn Độ đó, chứ nói tiếng miền. Thôi bà ngồi nghe pháp, ngồi đây dẫn cho bà ngồi chỗ nào có cái gì lót cho bà chấm ấm chứ. Trời ơi lớn tuổi rồi, ở dưới là an lạc quá rồi, lại đây chỉ cho cực. Nhớ nhắc tôi lâu lâu, tôi rảnh 25 tôi xuống. Tôi cũng gần vô lò thiêu rồi bà ơi. Rồi bà làm quá tôi vô lò thiêu trước à. Rồi giờ chúng ta trở lại.
Giờ mấy ông bà nghe thấy không? Rồi ráng làm sao mà đạt tới cõi trời nhị thiền của sắc giới thôi. Khỏi qua vô sắc, qua sắc nó cao lắm. Vô sắc là phải giữ tới 10 giới lận. Mà 2 giới sau quý vị là không được đâu, phải xuất gia. Không ăn sái giờ từ quá ngọ ngò mai ăn chay ngọ. Thì quý vị còn ở ngoài là tôi không cho ăn đâu. Tôi nói thật chay trường là quý rồi, chay ngọ tôi không chịu. Chay ngọ xuất gia mà gặp sư cô chỉ lo tu không đó, không làm gì hết. Nếu ngày đi xin ăn ở đêm thì là coi nghe pháp rồi ngồi thiền thì được, chay ngọ được. Còn không thì chay trường thôi. Thái quá cũng không đắc quả được, mà cực khổ cũng không đắc quả được. Chay trường là quý nhất. Nếu còn chay kỳ là 10 ngày, chứ còn dưới nữa là tôi không ham, 10 ngày cũng khó đi vào đạo quả đấy. Thành ra ai chay trường là tôi rất mừng. Và giữ thêm ba cái hạnh nữa. Thấy không? Mấy cô này, cô, như là cô Hạnh, cô Liên Hiếu, nè mấy cô như đó thì mấy người đó có thể giữ tám giới được. Mà tám giới là cái hạnh thôi. Còn cái đầu thì thôi khỏi cạo cũng được. Mấy cô không có chịu cạo đầu. Thì không ngồi ghế cao nằm giường rộng, không nghe xe mát mứa đờn kèn, không trang điểm phấn son dầu hoa. Thấy không? Cô Như Nhật, cô Bi thì ráng giữ những cái đó. Thì nhờ những cái đó mình rảnh rang. Phải. Cái đó thì tất nhiên là tri túc tiểu thuật, ít muốn biết đủ thì thời giờ mình rất nhiều. Nhưng mà đừng có bận cháu nữa. Tôi thấy là cô Hạnh, cô Như Nhật đồ có cháu hết con rồi, giờ tới cháu thì chết mồ, đâu có thì giờ mà ngồi nữa. Ngồi rồi có số giống kinh 66 ọc ra, rồi nghe tôi giảng rồi nghiền ngẫm lại tới chừng mình thấu hiểu nó, mình nói được như tôi đó thì là mình đi khá rồi đó. Nó đã là tràng ai lại ra rồi. Thành ra tôi bắt quý vị trả là chỗ đó, trả mà không được bối bối. Mà quý vị có đầy ai lại ra thì mới nói được, còn không có là không nói được. Quý vị phải nhớ là tôi tha thiết muốn quý vị phải giảng sanh về cực lạc. Mà nếu quý vị được như vậy rồi thì nếu không giảng sanh về trung phẩm cũng hạ phẩm. Mà ở đây là nếu chết đây thì có ban hộ niệm nữa, dầu tạp niệm ban hộ niệm giúp đỡ thì cũng giảng sanh thôi. À, tôi lo cho quý vị có 2 phần, một phần thể xác và một phần tâm linh. Thể xác là quán cơm gạo lứt giúp cho quý vị ít bệnh một chút. Thời buổi nào ăn bậy bạ là bệnh chết luôn. Là đồ quá chất không à. Như tôi bây giờ cũng vậy, tôi kiêng cữ vô cùng. Rau đồ thì nên trồng ở tỉnh xá, mình không có để phân hóa học, không có xịt thuốc gì sâu. Nhất là quý vị thấy cái bông bí là tốt nhất đó. Mà quý vị luộc cho tôi đó, tôi không dám ăn. Ông bên cạnh ông giỏi, nó mở ra trong đó sâu quá, mấy vị luộc chết một đống trong đó. Nó vô trong bông bí đó rồi quý vị không thèm coi vậy. Quý vị để luộc đó mà nó chết rồi thì mình cũng hơi tổn, không biết có bệnh gì không. Mấy cái bông bí mà sắc rồi thì không thấy, còn bông bí để nguyên đó, có bông rồi đem đi luộc hay hấp gì đó không biết, mà ông bên cạnh nó mở ra sâu nhỏ 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 một đâu. Tôi nói chết rồi chắc không sao, nó không được rồi, đây là sư bệnh sư yếu rồi, sư ăn vô nó bệnh, mặc dầu là nó chết nhưng mà cái chất độc trong sâu nó vẫn còn. Thành đâu quý vị có mua bông bí lật ở trong cái nhụy của nó coi có sâu không, nhóc ở trong đó hết. Xịt thuốc trừ sâu thì không thấy, cái này sâu nằm trong đó. Thành ra đồ bây giờ là nó khó khăn vô cùng. Thà là ăn ít mà ăn cho kỹ. Cái gì đừng có mua cho nhiều mà nó độc rồi ăn vô nó bệnh rồi làm sao. Cái bệnh thì không thể tu được. Thân ốm mập không thành vấn đề, mà phải cho nó khỏe khoắn. Chứ quý vị muốn mập, mập làm cái gì? Mập mà mập biểu. Ăn cho kể đống, uống nước cho nhiều, nó mập thù lù rồi đi cũng như là một cái bao gạo lăn gì thôi, nó chết rồi. Thành ra cố gắng làm sao ăn kiêng cữ một chút. Và nếu cần quý vị vô tịnh xá trồng. Tôi thấy trồng ở bệnh, trồng thì có trồng, mà tưới nước không ai tưới, bắt sâu không ai bắt. Quý vị làm cho tới nơi tới chốn, rồi bẻ ra quý vị ăn mới cúng dường các sư. Chịu cực một chút. Tôi thấy có đa số rảnh rang thì xuống cái đất trống đó, mà đất ở đây thì hơi khô cằn, trồng riết quý vị không để phân cũng gì hết. Mà nếu có trồng thì chắc phải có lưới vậy. Tôi thấy sâu nó ăn quá trời quá đất. Thì mình cố gắng thời buổi này phải vậy thôi. Thôi giờ chúng ta trở lại, bây giờ tới cõi trời vô sắc. Thì quý vị đừng tu cái này, nó cao lắm, quý vị phải giữ tới 10 giới lận.
Giới thứ 10 là không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức, thì chỉ có xuất gia như tôi thôi, chứ quý vị đừng có bắt chước, không có làm được đâu. Bây giờ không tiền là quý vị cặp đất. Mỗi người nó có cái lớp nó khác nhau. Cái lớp tôi mà giữ tiền là coi không được. Tôi phải rảnh rang là tôi đi sâu vào thiền định tôi mới giải thích cho quý vị được. Mà tôi không đi sâu thiền định quý vị làm sao đi được. Quý vị ngồi giỏi lắm 2 tiếng à. Tôi là phải có thì giờ 9, 10 tiếng một hai ngày. Mà tôi chưa làm được có 7, 8, 9, 10 tiếng. Bây giờ là suy rồi. Cái thể xác bây giờ đâu có mạnh như hồi xưa. Ngồi 2 tiếng là muốn chết rồi. Đứng dậy là muốn đứng không nổi rồi. Giờ đi nó muốn té đâu. Nó té tay mà cầm muỗng ăn mà lâu một chút là nó rung rồi. Muốn nó đừng rung không có được. Cái tuổi nó là tuổi là cây già cây cỗi. Là người già phải người phải suy rồi. Không thể nào chống lại được. Có tu tiên thì được. Nhưng mà tôi không muốn tu tiên nữa, tôi muốn tu Phật à. À, khi tôi hiểu đạo Phật rồi thì tôi bây giờ chết sớm chết trẻ gì cũng được, nó có bệnh gì cũng được, tôi ăn tôi kiêng cữ, mà kiêng cữ nó bệnh à, thứ cho mày bệnh, chỉ là tao biết mày bệnh tao đừng dính mắc vào mày thôi. Thì cái này là cái của đạo Phật. Đạo Phật thì không muốn sống lâu mà không muốn chết sớm, cứ để tự nhiên cuộc sống thôi. Bởi vì chết trẻ mình đâu phải là người trẻ, chết già mình đâu phải là người già. Nó xác thân của mình, vật lý sinh lý đâu phải là ta, đâu phải là của ta, đâu phải là tự ngã của ta. Cho tới 36 pháp, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái, cũng không phải là ta, không phải là của ta. Nhĩ xúc, nhĩ thức, 36 pháp đều không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Không phải là tiêu diệt nó hả? Không có vụ đó. Không phải là chạy trốn lên cao hả? Cũng không phải. Lên cao thì cũng nằm trong 36 pháp. Thành ra cái bài kinh 68 này rất là hay. Thì quý vị phải làm sao được cái lặng lẽ. Thí dụ như là đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, mặc, nói, làm, thức, ngủ, sống, chết, 16 cái thân này. Toàn là thân không. Mà giờ tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm, tôi bệnh, tôi chết. Thì bắt đầu luân hồi sanh tử khổ. Tôi uống thuốc làm sao tôi sống lâu. Sống lâu chứ mà thuốc thì cũng phải ngủm cầu đeo, cũng phải vô là thiếu thôi. Sống lâu 100 tuổi, 200 cũng phải chết. Tôi muốn đừng già. Thì tôi đi mỹ viện là cắt mỡ trong thịt gì đó cho bớt, sửa mắt, sửa mũi rồi cho nó đàng hoàng, nó đẹp lại. 70 tuổi coi như 20 tuổi vẫn được thôi. Nhưng mà đi tới 100 tuổi rồi sửa được không? Phải đầu hàng thôi. Cái sửa đó là tạm bợ kéo dài cái tuổi thọ mình 5-10 năm, mà tuổi thọ là cái đẹp thôi chứ tuổi thọ không chắc đâu. Tuổi thọ là do cái tâm của mình. Có người đẹp mà vẫn chết trẻ như thường. Thì chúng ta phải học giáo pháp cho rành. Để rồi chúng ta đừng dính mắc vào xác thân. Đừng dính mắc là sao? À, mày già thứ để mày già. Nhưng mà tao biết cái biết tao không có già. À, mày chết thì cứ để mày chết. Nhưng mà cái biết của tao không có chết. Thì lặng lẽ nhìn cái xác thân đi đứng ngồi nằm ăn mặc nói là nó sao cứ để y như vậy. Nhưng mà trở về cái biết. Rồi tới cảm thọ cũng vậy. Nó cao hơn là cái xác thân nha. Thì cái này phải nhất vãng lai mới làm được. Cảm thọ của người và trời dục giới thì nhập lưu không làm được. Bởi vì nó di tế hơn. Thì phải có cái lặng lẽ, cái chứng đắc gì bất tử di tế hơn. Liên tục hơn. Thì ở đây là bắt đầu có mặt na. Cõi trời dục giới có ai lại ra nhưng mà còn non nớt. Thì cái này nhập lưu không thấy được. Chỉ thấy được cái thô tháo. Của bốn đường ác thôi. Tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Tức là căn, trần và thức. Có sáu cái đó thôi. Rồi qua súc thì phải nhất dạng lại. Rồi qua tới thọ, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì phải bất lại. Rồi qua tới ái thì phải A-la-hán. Đại khái là như vậy. Thành ra tôi mới nói quý vị đó, tu theo cõi trời bây giờ các nhà bác học đó, tu theo máy móc. Rồi con người thành cái bộ máy.
Rồi đây theo ông Đỗ Hồng ông nói đó, máy nó chế ra bây giờ tinh vi vô cùng. Mình ngồi nhà, mình có thể tiếp xúc với các bác sĩ giỏi nhất thế giới qua cái mạng internet gì đó. Rồi mình kể bệnh cho bác sĩ ngồi ở trước mình, nhưng bác sĩ trong máy nha, chứ không phải bác sĩ bên ngoài. Thì bác sĩ sẽ chẩn mạch, phải cho thuốc mới là kêu đi máy móc này kia. Rồi cái máy nó cho biết bệnh, nó cho mình thuốc luôn, mình uống luôn, khỏi cần bác sĩ, khỏi đi đâu, ở nhà trị bệnh luôn. Có cái máy nó thay thế bác sĩ, rất là tài tình. Nhưng trời ơi, nếu chúng ta đi sâu rồi chúng ta thức rồi, bác sĩ đó là bác sĩ địa ngục, chứ không phải bác sĩ thiệt. Cái máy thay cho bác sĩ. Bởi vì tôi nói mấy người, con người chúng ta bây giờ càng khoa học càng ngu. Không cần đi tịnh xá, không cần gặp ông Phật nữa, miễn nghe cái đĩa là được. Mà tôi thiết là khác, còn cái đĩa là khác, mặc dù cái đĩa của tôi giống như là cái cô Bà Tâm, nó không chịu đi nghe Pháp, nó nói nhà đĩa của sư cả đống. Tôi nói đĩa đó của tôi hả? Nó của sư thiết rõ ràng, tiếng sư thiết không thâu vô. Tôi nói cái đó không phải tôi đâu cô, cái đó là địa ngục, tiếng xếp cho con nghe đó. Cô chứng hận đó, cô học giỏi mà, mọi người là học ở đại học đó là quá mà, cao lắm, mà đâu có hiểu được cái đó. Chính bây giờ bác sĩ còn lầm cái chỗ đó, đó ngộ đó cũng hay. Dầu cho bác sĩ có ngồi trước mặt mình là bác sĩ trong máy, chứ không phải là con người bằng xương, bằng thịt, bằng cái linh hồn có không? Thì mình nói chuyện với ổng thì cái máy nói với mình. Rồi mình kể bệnh thì ổng bắt đầu ổng cho to này kia, cho thuốc chỉ bệnh đàng hoàng, rồi mua cái đó uống, khỏi đi đâu hết trơn. Khoa học bây giờ quá cao, nhưng mà chừng ngày con người càng ngày càng chết, con người trở thành một con người máy. Bây giờ chúng ta phải trở về với thiên nhiên thôi. Thành ra tôi mới tổ chức quý vị đi ngồi thiền là trở về với thiên nhiên. Rồi quý vị sẽ thấy cuộc sống quý vị nó tẻ nhạt. Rồi do thiên nhiên mình thấy cuộc sống mình tươi mát, có một cái gì mà bao la, một cái gì rộng rãi, một cái gì thanh tịnh, an lạc vô cùng. Chính cái an lạc này quý vị sẽ thấy được cái sự thật. Bây giờ ngồi thiền cái chạy vô trong cốc hay trong tịnh xa, rồi đóng cửa mở hai ba chục cái quạt máy, rồi có người bày đặt lấy cao su gì chùm vô là thấy đủ thứ hết. Ấn chứng, ấn ông nội tôi cho ông chứng, thấy ma, thấy quỷ, thấy đủ thứ hết trơn. Rồi nó đổ mồ hôi hết bệnh thì nó nực quá, nó phải đổ mồ hôi chứ sao. Rồi hết chùm tới thôi thì nó thấy móng ma hình quỷ này kia, rồi nói Phật Bà Quan Âm, rồi toàn là cái thức mình biến ra. Không, tôi không chịu cái đó, tôi đã biết cái đó lâu rồi. Cái đó là cái tự mình nhốt mình vào ngũ âm ma, rồi tự mình giết chết mình, làm cho mình điên đi. Chúng ta phải trở lại với thiên nhiên. Thiên nhiên là một cái hiện lượng tánh cảnh, một cái thiên nhiên, nó sẽ đưa mình đi tới đạo quả thật sự. Thành ra Đức Phật thường kiên nói, con mà xin nghe Pháp rồi, mà cũng nói nghe Pháp rồi, có sứ vốn pháp lý rồi, các con hãy tìm chỗ ngồi thiền dưới gốc cây, bên bờ sông, hoặc là tha ma nghĩa địa, bên cõi trời rộng rãi, bãi biển bao la. Ngài đã dẫn chỉ rõ ràng rồi, chứ đâu phải người biểu vô trong phòng mà mở máy điều hòa, mở quạt máy hai ba chục cái. Hồi đó tôi lên đi trình tá trung tâm của vậy. Trời ơi, cái thiền đường ngồi thiền nó rộng tất cả mấy công đất, sang hoàng thật là sạch sẽ. Quạt máy còn 40-50 cái. Ông trụ trì hỏi, sư thấy cái thiền đường này ngon không? Tôi cười cười, không dám nói. Cái thiền đường bây giờ có 10 mẫu, bây giờ mà quạt máy trưng diện làm sao mà ngồi thiền là trời. Phải trời đất bao la chứ. Dòm ở trước mình là một vùng trời bao la, một cái biển mà không dòm thấy bờ bên kia. Chứ vậy, cái hoàn cảnh nó ảnh hưởng tới tâm của mình. Thân, tâm và hoàn cảnh. Cái thân phải mạnh khỏe, ít có bệnh. Ít bệnh chứ không phải mập lù nha. Tức là con người phải sảng khoái trong người. Mà sảng khoái không phải là mập, cũng không phải là ốm. Nghĩa là quý vị nào có ăn gạo lứt số 7 rồi mới biết sự sảng khoái của thể xác.
ốm thì ốm thiệt, nhưng mà con người nó lâng lâng, nó lâng lâng vô cùng. Rồi cái hoàn cảnh bên ngoài phải là một cái hoàn cảnh bao la rộng rãi, thì không cái nào bằng biển, không cái nào bằng ở trên đồi núi cao nhìn xuống bao la. Thì nhờ có đó cái tâm mình nó theo cái ảnh hưởng của hoàn cảnh nó sẽ bao la theo. Thì bao la thì mình được an an lạc, mình định tâm, thì cái định tâm mình cho mình thấy sự thật. Thành ra đầu tiên quý vị phải nghe pháp, đặng có số vốn từng đó mới học cái pháp lý mình đã học ra. Thì trong cái cảnh thanh tịnh này mình hiểu liền. Quý vị đi học quý vị nhớ mà, muốn thuộc bài quý vị chạy ra hàng thịt ra chỗ ngoài chợ bán cá, học từ sáng tới chiều quý vị thuộc, tôi chịu, tôi xuống địa ngục. Quý vị phải kiếm chùa cho thanh vắng, quý vị học chừng 5-10 phút là quý vị thuộc rồi. Mà nhất là quý vị còn trẻ, chưa có bị cái bụi đời nó dính vào mình quý vị học mau lắm. Cứ như cái con Lan Chi giờ đó, nó không có học. Bữa nay tôi gặp nó, tôi nói trả bài nha. Tôi nói con có học, tôi nói phải trả thôi. Thì nó lấy cô sư phụ, nó cô Như Nhật, nó coi qua có 2-3 bạn, nó trả thật lòng liền. Còn trẻ, phần là có học nữa, cái tâm nó còn trong trắng, thì nó coi qua một cái, nó học đại học mà nó qua, nó coi qua là nó thuộc liền. Còn những người mà tội nghiệp, như cái cô Đào, tôi thấy tội nghiệp, học là mấy tuần lễ nay, mà trả được không tới 1/3 bài, mà không biết chữ nữa, nó khổ cho đó. Rồi tôi giao cho cô Bi, không biết cô có giúp dùm, dạy cô phải biết chữ chứ việc học mấy bữa à. Rồi đây có cô Yến là độc đáo, cũng vô không biết chữ. Tôi hầm tôi nói phải biết chữ nha, cô học chừng 7 bữa, bây giờ học trả bài rót rót. Có cái niềm tin kính ở tôi, sợ tôi rầy, sợ tôi phiền, rồi tôi kêu là cô bắt đầu học. Như vậy là tôi mới ăn sai, rồi tôi giúp đỡ cái gì tôi. Tôi đâu phải muốn bị gì hứ, tôi muốn tất cả đều giảng sanh. Mà giảng sanh thì phải biết chữ, đâu phải cần học tới đại học, nhưng mà biết đọc biết viết, rồi phải sống cuộc sống đơn giản, rồi phải bắt đầu kiếm thời giờ ngồi thiền. Hoặc đầu ngồi không được 15 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, rồi 2 tiếng, rồi có đầu tiếng tới là 3, 4, 5 tiếng. Rồi phải bật sống ít chút đặng có thời giờ rảnh mà đi ngồi thiền. Chứ tôi không biểu quý vị là đừng làm cái gì hết tu, chừng đó cặp đất mạng sao, đừng làm gì hết là phải xuất gia. Mà xuất gia chưa chắc à, bây giờ gặp mấy sư cô đi làm không quả chết màu luôn. Kiếm tiền đem vô cho Tam Bảo, tôi đang không có vụ đó. Xuất gia là phải không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, phải lấy pháp lý làm thầy. Cái đó là Đức Phật dạy, Minh Đăng Quang cũng đọc lại mấy lần. Người tu chỉ còn pháp lý thôi, còn tài sản, tiền bạc, ăn uống là Phật tử. Mình sinh vật chất để nuôi thân, Phật tử nó sinh tinh thần để nuôi tâm. Cái tâm là cái chánh. Mà người xuất gia mà cái tâm mình như thế nào đắc quả không biết gì hết thì làm sao? Người cư sĩ nó cần, mấy nhà tu cần cái gì? Nó cần mình chùa cho chùa to cột lớn sao? Nó cần mình là sống sang trọng sao? Người cư sĩ nó có đó nó dư sức rồi. Tiền bạc là nó nắm trong tay, danh lợi mà sắc tài nó nắm trong tay rồi. Nó chỉ cần làm sao xin cho con mà đừng có đau khổ trong cuộc sống nữa. Đạo Phật là đạo thoát khổ, mà bây giờ tụi con khổ quá, tụi con cứ chạy lẫn quẩn cải sửa hoài. Bây giờ đừng cải sửa mà thoát luân hồi làm thao, thì sư phải giúp cho con cái đó. Cái đó là cái bổn phận của người xuất gia. Xuất gia là không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, tối ngày coi kinh là chìm trong thiền định, mà không trả lời được nữa thì trong câu xấu còn làm gì được nữa. Sung sướng quá trời đâu có gì đâu. Không còn bận vợ, bận con, bận cha, bận mẹ gì. Có vô lượng cha mẹ, vô lượng đứa con, thì tất nhiên mà lo chung, mình không có dính mắc vào đâu hết. Thì chính con lý mắc này là Phật, còn cái gì nữa. Thôi tới đây thôi, thời giờ nó hết lâu rồi, thì còn thọ giới nữa. Thì quý vị về cố gắng. Thì đây là tôi trả lời tất cả câu hỏi số 1. Phân biệt giữa nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái. Mà không phải nhãn không, mà còn cái lỗ tai, còn cái lỗ mũi, còn cái miệng, còn cái thân. Nhất là cái ý là khó nhất. Quý vị làm sao trả lời được câu hỏi số 1 này cho rõ ràng, thì quý vị đi sâu vào cái quả đầu tiên, quả nhập lưu. Còn chín câu hỏi sau thì dễ thôi. Nhưng có câu hỏi số 8, số 9 là câu hỏi gạt, mà chắc quý vị cũng lộn vào cái lòng thôi.
Thì từ đó tôi tới, rồi không khéo tôi bắt bị hương hoặc là cạo đầu quý vị thôi. Nếu vị câu này rõ ràng thì câu số 8 tới 9 không bị rạc, tôi sẽ đặt cái 7 ở đó. Quý vị thì dở cái chỗ đó, không có nắm cái gốc. Ở đây thì có ông Thiện Khánh như coi như thực đó là giải thích rất hay. Tôi giảng rồi giảng vào chi tiết rất hay. Nhưng mà nắm cái gốc thì không nắm được. Nắm cái gốc phải là một người sống thật đơn giản và thiền định thật sâu, nghĩa là ăn nằm với nó, ăn nằm với nó. Thì đây có tôi làm cái đó được. Tôi thì tôi nắm cái gốc, tôi giảng đã rồi là tôi đưa cái gốc thôi. Năm giới, tám giới, 10 giới, 250 giới, 348 giới, cuối cùng còn có một giới. Rồi cuối cùng không còn giới nào, chỉ còn cái lặng lẽ thôi. Cái đó là cái gốc. Nhưng phải giảng cho rành, và cái thực chứng con đường đi như thế nào phải chỉ cho rõ. Thôi vậy tới đây xong ha. Vậy trước chưa dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chóng giảng sanh về cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.